Hello hai bé. Chào anh Huy. Đúng là công việc văn phòng nhàn hạ, muốn gì được nấy. Lương lại ổn định nữa. Đây là công việc mơ ước của dân đi làm, đúng không hai bé? Dạ. Đâu phải của em đâu, sáng ngày em đi làm đã thấy trên bàn luôn rồi đó. Dạ, không phải của em đâu nha. Em là sinh viên nghèo như vậy, sao có tiền mua món quà đẹp như vậy? Anh cao to đẹp trai, biết bao nhiêu cô theo, sao mà em với tới? Em đâu có dám. Thôi đi, chứ không phải em ngưỡng mộ anh rồi mua tặng anh sao? Không có. Không phải của em, vậy của ai ta? Của tôi. Hả? Trời ơi, tự nhiên ai lấy nguyên đống hồ sơ của mình đem ra đây như vậy ta? Ủa, chào hai đứa. Dạ, chào anh. Phòng mình hình như đang có chuyện gì phải không? Dạ. Hình như chuyện này anh chưa biết phải không? Dạ. Chuyện này biết cũng được, mà không biết cũng không sao phải không nè? Dạ. Hai đứa trang điểm đẹp quá à. Cảm ơn tiếng dạ rất giả của hai em. Ủa mà Huy, có chuyện gì Huy? À, hôm nay lạ lắm Lập. Có ai tặng cho Huy cái ly uống cà phê mà cũng đẹp đó. À, còn viết vài dòng chữ nữa nè. Viết gì á? Trong đó viết gì vậy anh Huy? Hai đứa lành ghê á. Tặng người đẹp trai nhất công ty với vô vàng ngưỡng mộ. Trời ơi, gì mà xén dữ vậy trời. Trời ơi, coi chữ kìa. Viết chữ in nữa ha, rèn quá ha. Không biết ai viết vậy ta? Xến không em? Dạ xến. Tình cảm không hai đứa? Quá tình cảm. Hai em rảnh không? Dạ. Dạ rảnh. Trời đất ơi, ở đâu ra hai đứa đi làm như hai chị em song sinh khác nhau cái gương mặt vậy? Đứa tóc dài, đứa tóc ngắn là sao? Huy, cái chuyện chết chữ đâu quan trọng mà. Quan trọng là người ta có thích không? Tôi thích lắm á. Vậy hả? Tôi mà biết ai tặng cho tôi cái này á là tôi sẽ ôm hôn người đó thấm thiết luôn. Nghe kìa không mấy đứa? Dạ ôm. Nhưng mà biết để làm cái gì? Mình cứ để cho nó như là người tình bí mật đi. Bí mật kìa hai đứa. Dạ bí mật. Hai em á, anh đút vô tủ dừa rồi đó nghe. Ê mấy bà biết chuyện gì chưa? Ở trong công ty mình nó xảy ra chuyện rồi đó. Có người đau yếu bệnh tật đúng không? Thời tiết này dễ bị lắm. À, tôi biết cái chuyện gì rồi. Chuyện gì? Chuyện gì? Tôi chưa nói mà bà biết cái gì? Tôi quá biết rồi mà. Đó là mấy cái đứa mới thực tập trong công ty nó xấu hơn tôi, đúng không? Đúng không? Tranh thủ PR bản thân dễ sợ luôn. Trời ơi, nghĩ sao tưởng tượng một điều không thật như vậy vậy? Ủa, tôi đẹp hơn mọi người mà, đúng không? Nên lộn xộn. Thôi đi, cái chuyện này mới quan trọng nè. Ở trong công ty mình á, có một em á thương thầm chợt nhớ ông Huy. Trời trời. Ê, mọi người đừng có đổ dồn ánh mắt gì tôi nha. Cái gu của tôi không phải là ông Huy. Ông Huy nhỏ xíu hả? Bà bị điên hả? À nói bà. Chứ ai? Chuyện là vậy nè. Cái cô này thương ông Huy dữ lắm đúng không? Ngày nào hả cũng tặng quà cho ông Huy hết. Ê, tặng quà nhiều không? Quà thì nhỏ thôi à. Chỉ giống như là cặp mắt kiến, ly nước, hộp cơm vậy thôi. Như vậy á, nếu mà nói tỏ tình luôn á, người không được nữa, người ta không đồng ý nữa, quà gì kỳ vậy? Bà tôi mấy bà không có biết gì hết. Món quà đó đúng là nhỏ thiệt,
Nhưng mà quan trọng là lời nhắn đi kèm với món quà đó, biết chưa? Khoan đã, ở đâu mà bà biết mấy cái thứ đó? Trời ơi, thì hồi sáng á, tôi nghe phòng phanh mấy đứa nhỏ nó xì xào nên tôi biết. Rồi tụi nó nói cho tôi biết á, là ngày nào cũng nhận quà hết. Nè nè, bà Liên ơi, bà hư là đủ rồi, bây giờ bà còn xúi tụi nhỏ hư theo bà nữa là sao? Trời ơi, tôi đi giỡn thôi à. Tôi là hù tụi nó thôi. Tôi nói mà đứa nào không cung cấp thông tin cho chị hả, là chị gặp sếp hả, chị nói xấu đứa đó, lúc đó bị đuổi việc thì đừng có chắc. Thì đứa nào cũng sợ à. Nè nè bà coi nè, thôi để tôi đọc luôn cho nghe nè. Mọi lời không thể nói hết đủ tấm lòng, chỉ biết yêu thương là mênh mông. Ôi, tôi nghe mà tôi nổi da gà luôn. Nhưng nếu hai tỏ tình tôi như vậy, tôi sẽ tự động ngã vào thôi. Trời đi, câu này mới là chúa sệt à. Cảm ơn cuộc đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày để yêu thương nhau. Trời ơi, trời ghê ghê. Thời buổi này mà toàn sớm suối vậy hả? Bây giờ thích ai đúng không? Cứ nói tôi thích ông, hoặc là anh thích em, cứ bóng gió vậy làm gì? Đúng rồi. Trời đất ơi, em bóng gió cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao trong công ty này bà dám nói bà đặt điều, bà đơm đặt, bà nói ra ai bóng gió? Ai giành bộ giành bàn của bà đâu mà bà nói ai bóng gió công ty này? Quy, nói tôi bóng gió kìa Quy. Chào mọi người. Trời ơi, vừa nhắc nam thần là nam thần xuất hiện liền à. Trời ơi, nam thần sáng giá nhất năm đó nha. Quay, thần, bà thờ nào bà kêu ta thần. Blanh quá. Xong hay dậy quá. Kể tôi. Ủa, mà sao hôm nay mọi người kỳ vậy? Mọi người chào tôi lạ quá vậy. Thì cũng không có gì là lạ, tụi tôi chỉ là đang bàn những cái cuộc tình bí ẩn của ông thôi. Ê mà ông Lập, tôi hỏi ông thiệt nha, ông điều tra được cái người mà tặng cái mảnh giấy đó chưa? Như lời đồn, bà vẫn là con bánh bèo mặc đồ da beo xấu nhất công ty này. Dạ em xin lỗi chị, em không thấy chị. Dạ, nói câu đó là đụng chạm nhiều người. Dạ, lắm đó nha. Nè tôi nói nghe nè, người ta viết cái gì trong đó, người ta tặng cái gì trong đó là chuyện của người ta. Miễn sao cái tình yêu nó lãng mạn, cứ để cho nó trôi bền bồng theo năm tháng vậy đi, đúng không Quy? Kiếm người ta làm chi? Ủa sao không kiếm được? Thôi đi mấy bà chị ơi, mấy bà chị hãy để cho thanh niên này có một hạnh phúc nho nhỏ, đó là nghĩ về người tình trong mộng nha. Mơ một hạnh phúc lớn lao không anh, hãy nói yêu em đi anh. Mọi người sao vậy? Quý chào em, mời em ngồi. Ê, nói vậy là xúc phạm đồng nghiệp nha. Tôi làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, tôi nói cho bà biết. Nguyên cái dàn lính của tôi á, đã tình báo cho tôi biết hết rồi, rằng ở trong cái món quà đó là có một lời nhắn nói sẽ gặp người tình bí mật tại cái quán này nè. Ừ. Ai? Trời ơi, bóng dáng ai quen quen, sao giống ông Lập nhà mình quá vậy? Đi tiến thẳng với bạn Huy luôn kìa. Quay, không nhận ra Lập hả? Chào ông. Kêu ông tôi đi về nha. Tôi đi về thiệt luôn á. Tôi suy nghĩ kỹ rồi đó, nghe chưa? Tôi ở lại. Ông có hàng bạn cà phê ở đây hả? Lập đang đi chơi, cái Lập buồn ngủ, cái Lập nghĩ là mình phải uống cà phê, cái Lập lên mạng á, Lập tìm cái quán cà phê, thì cái Lập đang đi ngang qua đây nè, cái Lập thấy quán cà phê chắc chắn ở đây sẽ bán cà phê, Lập sẽ vô đây uống sinh tố. Rồi hẹn bạn luôn rồi, bạn Lập á, nó mất tiêu ta. Nó kể đi Huy, kể đi Huy.
Ê, bà có hiểu gì không vậy? Hai người ta. Ủa, Huy cũng hàng bạn đây hả? À đúng rồi. À, Huy hàng bạn gái ở đây á. À, có gì à? À, Huy ngại phải không? Đúng rồi. Lập hiểu Huy lắm luôn á. Lập qua bên kia ngồi nha. Biết rồi. Ngại phải không? Lập đi nha. Đi đâu à? Lập qua ngồi cái bên Huy. Thôi ngồi lại. Sao vậy Huy? Lập gối bên Huy vậy nè là Lập thân thiết với Huy hơn. Có gì đâu. Lập biết rồi. Huy đang chờ cái người mà tặng cho Huy món quà với vô vàng sự ngưỡng mộ phải không? It's me. Huy sốc nè. Giờ Huy la nè. Hả? Bắt quá đang hai người. Hai bà có tiện gì trời? Đừng quan tâm cái điều đó, kệ tụi tôi đi. Huy, thì nói cho Mai biết đi. Ai gửi thư tình cho Huy? Ai gửi hoàng cho Huy vậy? Ai gì? Bà làm như bạn trai của bà vậy bà hỏi. Trời ơi bà đó nha, không có chuyện tâm sự với tôi gì hết trơn à. Tôi ngộ quá mà. Thôi Huy biết rồi, cho mượn cái tay Huy đi. Tao biết rồi, tao ái mộ Huy lắm luôn á. Trời ơi. Huy ơi. Huy, Lập ái mộ Huy lâu lắm rồi đó. Huy biết không dạ? Huy không có biết đâu. Trời ơi, Huy đừng có đối xử với tình cảm của Lập như vậy mà Huy. Thôi đi Lập ơi. Huy hả, Huy ngại lắm. Trời ơi, đối xử với tôi như vậy nha. Lập ơi, Lập đừng có đi mà. Lập ơi. Huy. Anh và em cùng đến nơi đây, bao yêu thương hạnh phúc đông đầy. Trong tim ta nhiệt huyết trào dâng, cho ta thêm yêu đời. Anh và em cùng đến công ty, trong tim ta là những công trình. Bao gian nan được có chuồng chân, cho ta thêm nụ cười. Anh lâu quá tháng này làm sao mà trả công. Em buồn ghê công ty lại có người vắng bóng. Sự kiện đêm nay anh sẽ phải như thế nào? Trời thì mưa to, bây giờ em biết phải làm sao? Nhưng mà sao cái gì vậy trời? Tôi nói thiệt đó, tôi là dữ lắm á. Dữ vậy một tháng nha, tao đụng chào vừa bắt ra rồi. Bà Mai, khi nào bà mới thật thiệt vậy? Chưa hết em. Tuổi nó còn quá. Từng ngày trôi qua,